Em chào các bác nhé. Ở đây hôm nay em lại dọn thêm cái máy Makita E2835 thì dọn vệ sinh sạch sẽ được không? Máy này là Makita của Nhật Bản đấy các bác. Japan. Mã của nó là E2835 các bạn. Thì cái này là nó dùng chung đồ với cái Echo. Thì Echo gì thì chung là em cũng không không có rõ lắm, nhưng trên cái vô lăng của nó, mâm lửa của nó cũng có cái logo của Echo này, trên lòng cũng có, trên lòng cũng có nhưng mà nó khuất ở đằng sau cái sau sau cái bô này, khuất đằng sau cái bô này, tháo cái bô này ra thì sẽ thấy cái này thì bơm nhớt đầy đủ quá, máy nhạy lỗ. Nên bây giờ em ráp lại để nổ thử cho các bác xem. Có một bác tên là Đức, bác ở dưới dưới Khánh Hòa, bác cũng có hỏi một cây này thì em cũng vệ sinh xong rồi em gửi cho bác xem, bác nếu bác ưng thì bác gửi tiền 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 ship và em sẽ chuyển máy xuống cho bác. Thì hồi hồi nãy bác có gọi cho em, bác hỏi bảo cây này như thế nào thì bác xem trên video thì bác nói là cái chụp giật của nó bị vỡ, nhưng mà không phải vỡ lắm ạ. Đây bác xem này, đây nó chỉ có một cái vết móp này thôi nhá, nhún một chút xíu này thôi chứ nó không có rơi ra, cái này thì không ảnh hưởng. Đây bác xem cái lớp trong của nó này, lớp trong đây thì không có gì, đây nó chỉ có một cái dấu này thôi, dấu này chắc có lẽ là do ở bãi thì nó quăng quật máy này nó đè máy kia thì cái này nó có hơi hơi lún xuống một xíu. Đây có thấy đó, tất cả đều zin hết, nhún ok nha các bác này, nhún cao su của nó này, nhún ok không vấn đề gì hết. Nhún này thì mấy cây nhỏ này thì các bác về xài gia đình hoặc là đi phát mấy cây cành cây ở trong rẫy trong bãi thì rất là ok. Em thấy mấy bác môi trường bên môi trường dọn vệ sinh môi trường các bác rất là thích mấy cây này vì nó leo trèo trên cao, các bác rất thích dùng cây này. Máy bền, nhạy nổ, lợi xăng. Thì máy này cái dung tích của nó thì em cũng không rõ là cái đây là piston 35 28 cc ra bác này. Thường thường thì hay là 28 là không biết là 28 cc hay là piston 28 thì em cũng không rõ nữa, nhưng mà Makita thường thường là nó hay để cái dung tích xi lanh và cái đường kính của piston ở trên này luôn. Lọc gió của nó đây, lọc gió của nó còn nguyên, em vừa mới vệ sinh xong, chế chế quan bồi các bác. Ở trong này là có một cái lỗ để chỉnh chỉnh nhớt lam ở đây các này, một thọc cái vít vào đây chỉnh nhớt lam ở đây đó, thọc ở trong này mở, đây là mở mở chỉnh nhớt lam. Cái này nó xài sên hai sên chuột 255 nhá quá, sên của nó còn rất là đẹp này đó, rất là dày. Đây. Cái nắp ngoài của bô vào cái chặn lam xích đây bằng sắt luôn, cái lam của nó là lam lam bánh xe quá. Đây tình trạng lam như thế này, bánh xe thì còn khít không có rơ, hơi mòn xíu, đầu lam cũng mòn, mình cắt ok nhé bác. Cầm một rung đặt đó, bây giờ em sẽ ráp lại nổ thử cho các bác xem nhé. Cái này thì tháo ráp vệ sinh rất là đơn giản. Chụp dần gắn liền
tay vịn này. Nếu bác nào mà muốn mua thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo, Facebook 0947207118 nhé, 718 em bảy 18 em tên là Toàn. Bác Đức, bác ấy thấy cây này nó bị nứt một xíu ở trên cái nắp này này, thế bác ấy sợ vấn đề, nhưng mà thực ra thì cái đó nó không ảnh hưởng hết, thì máy ở bãi mà, cây này nó đè lên cây kia thì nó có hơi chảy xước, hơi móc một xíu ở chỗ đó không sao hết. Con ốc đây nhé. Test nổ trước đi, test nổ phải gắn lọc gió đi, lọc gió vừa vệ sinh xong, đây là cái trục lọc gió. Gắn nam phích sau nhé các bác, để xem cái đường bơm nhớt. Xăng nẹt ga luôn, cái là xăng nó phun đó. Đó các bác thấy không? Máy rất là ok, test các kiểu 96 kiểu luôn, máy garanti rất là ngon. Thì các bác nhìn ngoại hình vậy nhưng mà đừng có chê cái máy nhé, thì cái máy có sao nói vậy đó, đồ zin nguyên bản chưa sửa chữa này, nhớt nhớt lam gắn với cục gió vào này.
đang cầm máy cho bà không để. Bác nào mà thấy hay thì ấn cho em một cái nút like nhé. Nhấn vào nút đăng ký ủng hộ em với. Vừa mới lau chùi sạch cái bơm nhớt ra làm dính bẩn tay rồi. Sạch tẹt nha các bác. Máy ok, không phải suy nghĩ. Đây, giờ em gắn luôn cái lam vào. Lam thì gắn đầu nào cũng được. Nhớ gắn sên đúng chiều nha các bác. Nhiều khi về gắn chưa gắn bao giờ lại gắn sai nó cắt không được. Máy Nhật mà xài đảm bảo hơn máy Trung Quốc nhiều. Tuy ngoại hình thì nó có thể là nó thiết kế nó không mới nhưng mà nó xài ok hơn nhiều. Đừng có rung như rung cái mọi người không xem được. Rồi, ok. Đấy. Con gái lớn nó quay khéo ghê ấy nhỉ. Nhỏ tay con rung À, hồi nhỏ tay rung rung hả? Giờ hết rung rồi hả? Sao có người yêu rồi đúng không? Đó. Đây, em nổ lại cho các bác xem. Xăng em đổ con chút xíu xăng để test hả. Chào các bác nhá. Các bác nào thích cái này thì cứ liên hệ với em. Bác Đức nếu mà bác có suy nghĩ lại đang thích cái này thì em để cho bác. Thì bác thứ nhất là bác ở gần. Thì bác nghĩ bác không yên tâm nhưng mà em đã test rất là kỹ cho bác rồi. Đó. Nếu mà bác ưng thì cứ liên hệ Zalo cho em. Em sẽ gửi hàng ngay cho bác. Ở đây gần thì nó nhanh thôi mà. Chào các bác nhá.